Để cho em bé ăn dặm dễ tiêu hóa thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải xác định được là làm quen dần dần cho em bé. Khi em bé nó đang ở cái chế độ sữa thì khi chuyển qua ăn dặm, chúng ta sẽ cho những cái loại thức ăn nó gần với sữa, có nghĩa là bột sữa trước, sau đó dần dần mới thêm trái cây, rồi dần dần mới chuyển sang những cái bột thịt cá, bột mặn. Và cái nguyên tắc nữa là chúng ta cũng cho làm quen dần dần về cái độ đặc, tức là lúc đầu thì là đặc hơn sữa một chút, rồi sau đó em bé tiêu hóa được chúng ta sẽ cho đặc dần lên. Cái thứ ba là làm quen dần với lại cái số lượng, thì lúc đầu chỉ một vài muỗng để em bé làm quen, và khi em bé ăn được rồi thì chúng ta tăng dần cái số lượng lên. Và kể cả cái độ lợn cợn cũng vậy, lúc đầu thì là mịn rồi sau đó mới lợn cợn dần. Và khi mà con nó lớn hơn nữa, có những cái răng đầu tiên xuất hiện thì chúng ta mới bắt đầu cho em bé những cái để cho em bé nó tập nhai. Như vậy là phải làm quen dần dần đối với em bé, và nó phù hợp với lứa tuổi thì sẽ giúp cho em bé dễ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là tiền đề cho sự phát triển của con trong những năm tháng đầu đời. Hãy duy trì sữa mẹ hoặc chọn sữa A2 để bé khỏe bụng non, tròn dưỡng chất nhé.